Mến chào quý vị bà con cô bác đến với chương trình. Bữa nay sẽ nói về sỏi thận và cách phòng chống. Trước khi trình bày, xin nhắc lại một lần nữa, website chính thức của kênh tên là Đẩy Lùi Bệnh Tật. Mời quý vị qua đó có thể vô liên hệ hoặc là dịch vụ sản phẩm để mua những sản phẩm tốt cho sức khỏe của quý vị. Nếu không thấy, cứ email, website sẽ phản hồi. Không tốn thời gian của quý vị nữa, chúng ta hãy tìm hiểu về sỏi thận và cách phòng chống. Trước tiên xin trình bày cấu trúc cơ bản của thận của cơ thể chúng ta. Một người bình thường thường có hai quả thận, quả trái và quả phải. Thận là nơi lọc máu và sau đó sẽ đưa chất thải ra ngoài qua hai đường ống xuống bàng quang, mà gọi nôm na là bọng đái đó. Rồi sau đó thải ra ngoài. Sỏi thận là những cái dạng đá được hình thành ở trong thận. Nếu mà may mắn những cục đá này nó nhỏ thì nước tiểu của mình có thể đẩy ra ngoài. Còn trường hợp quá lớn mà quá nhiều như bệnh nhân này thì phải cắt bỏ lá thận luôn, không còn cứu thận được nữa, rất là đau lòng. Cho nên chúng ta hãy cố gắng cứu thận của chúng ta trước khi quá muộn. Triệu chứng của sỏi thận là như thế nào? Là rất là đau, chúng ta cảm thấy rất là đau, đau vô cùng. Tại vì cục sỏi nó di chuyển khi mà nước tiểu chúng ta cố gắng đẩy nó ra ngoài, cho nên sỏi nó di chuyển, mà khi nó đau nó đi như vậy thì cái nỗi đau của mình nó di chuyển theo. Và mình cảm thấy là khi mình đi tiểu rất là buốt rát và rất là khó khăn. Một số triệu chứng khác nữa là nước tiểu của mình nó đục và nó có mùi hôi. Mình sẽ buồn nôn, khó chịu và sốt cao. Mình sốt cao là vì bạch cầu của mình nó cố gắng nó chống trả lại cái nhiễm trùng. Một số trường hợp nhiễm trùng cũng có thể dẫn đến sỏi thận. Quý vị phải nên tới gặp bác sĩ khi quý vị cảm thấy đau, lúc đi tiểu rất là khó khăn, mà đến mình đau mà đứng ngồi không yên luôn á. Và đặc biệt là khi quý vị đái ra máu, sốt cao là phải đi gặp bác sĩ nha. Hệ thống thận của quý vị có thể gặp nguy hiểm. Tiếp theo, lý do tại sao mình bị sỏi thận thì quý vị nên nhớ cho em là nó phụ thuộc vào cái sự cân bằng, như những cái hiểm họa, gọi nôm na là H đi, là hiểm họa. Trong trường hợp này, hiểm họa của mình là những cái chất giống như là oxalate, chỗ này nè, calcium, hoặc là uric acid, là những cái hiểm họa nó lên cao, và những cái chất giúp lọc cho cơ thể mình. Trong trường hợp này ví dụ là nước là H2O giảm, mình bị mất nước là do ví dụ như là mùa hè nóng nực mình uống không đủ nước, hay là do mình bị tiêu chảy, thì hiểm họa tăng cao mà chất giúp đỡ giảm xuống, thì điều kiện như thế này chắc chắn quý vị sẽ bị sỏi thận. Cho nên hãy nhớ uống nước. Thì sỏi thận quý vị nên nhớ cho em là nó có nhiều dạng, nhiều loại, chứ không phải chỉ một dạng sỏi. Nó là một cái dạng muối đó, ví dụ như muối calcium stone đó. Cái chất này là từ calcium oxalate. Cái chất oxalate này là nó ở trong một số thực phẩm, ví dụ như là chocolate, sô-cô-la, rau quả rồi đó. Hoặc là cái oxalate nó cũng được tạo ra bởi gan của quý vị nữa nha. Và còn calcium phosphate là cái dạng sỏi này nó tạo ra khi máu của chúng ta có nồng độ axit cao và trong thời gian dài, kết hợp với một cái số thuốc như bệnh trị động kinh, đầu tên là toberamide đó,
thì nó sẽ tạo ra sỏi thận. Và một cái sỏi thận khác nữa nó gọi là Schwann stone. Cái sỏi thường, sỏi thận này thường là ở nó xảy ra khi mình bị nhiễm trùng đường tiểu. Và cái cục sỏi thận này đặc biệt là nó lớn rất nhanh, rất là to. Còn cái sỏi mà uric acid á, thì nó xảy ra khi mà mình bị, cơ thể mình bị mất nước và mình ăn những cái chất rất là nhiều đạm. Nó cũng gắn liền với bị người bị tiểu đường rồi đó. Còn sỏi mà cystine á, đây là do hiện tượng di truyền, nó làm cho thận của mình tiết ra rất là nhiều chất amino acid. Amino acid á, lâu dài quá nó cũng tạo ra sỏi nha. Đây là cái hình của những cái loại dạng sỏi quý vị thấy đó, rất là nhiều loại, loại cystine, xanthine, oxalate, phosphate. Và đặc biệt quý vị thấy không, cái dạng cái phosphate là cái sỏi này nó giống y chang những con sao biển nè, rất là đặc trưng. Còn cái uric stone này nhìn giống như là cái sỏi nước, nhưng mà những cái này là bằng đá không ăn được. Rồi rủi ro nha, rủi ro một lần nữa là sao, khi cơ thể mình bị mất nước, đặc biệt là mùa hè phải nhớ uống nước nha quý vị. Và quý vị nào mà ăn quá nhiều muối hoặc là đường cũng không tốt. Và đặc biệt là quý vị nào mà bị tăng cân béo phì là phải giảm nha. Tại nếu quý vị không giảm cân là tương lai quý vị sẽ bị uric acid stone, là cái dạng sỏi của uric acid. Và một số bạn mà bị bệnh đường ruột đó thì nó ảnh hưởng tới cái sự hấp thụ của calcium với nước trong cái cơ thể của gì, và nó cũng có thể tạo đá nè. Và một số người như bị nhiễm trùng đường tiểu mà thường xuyên á, hay là bị hyperparathyroidism, thì parathyroid giống như cái tuyến cận giáp của bạn á, mà nó bất bình thường á, là nó cũng ảnh hưởng tới sự trao đổi chất trong cái cơ thể của vị, và cũng có thể tạo ra sỏi thận sau này. Vì nhớ cho em nha. Vitamin C á, quý vị nhớ cho em, vitamin C hay là gọi là ascorbic acid á, thì nó sẽ hòa tan cái calcium phosphate, và tương tự cho cái Schwann stone, tức là vitamin C á, là gì chanh đó là tốt cho hai cái loại đá này. Còn cái dạng đá mà calcium oxalate thì trong cơ thể mình cho dù có vitamin C hay không nó cũng tạo ra, cho nên không ảnh hưởng nha. Và khi mình có cái dạng đá này cũng không lo, mình có thể chống nó bằng cách uống vitamin B complex và magnesium. Cho nên tóm lại là sao, chanh là tốt cho chúng ta, nhưng vitamin C ấy, uống nhưng mà chỉ là phải uống vừa đủ thôi, chứ uống nhiều quá cũng không tốt. Nên là chanh uống vừa đủ, nước chanh uống vừa thôi, hoặc là ăn cam chua quá cũng không tốt cho bao tử của mình. Rồi, làm cách nào để mà giảm rủi ro của sỏi thận? Một lần nữa quý vị nhớ uống nước cho em, đặc biệt là mùa hè uống đủ nước, và ăn những cái chất có vitamin C giống như là cam nè, carrot rồi đó. Và phải giảm cân bằng cách là tập thể dục, và uống nước đầy đủ, và đừng ăn nhiều chocolate quá, hay là trà, spinach rồi đó. Và đừng nên uống nhiều cái chất, những cái chất mà giải khát mà nó có ga, là trong đó nó có nhiều cái phosphorus nha, cũng không tốt cho quý vị đâu. Quý vị có thể là uống magnesium hàng ngày từ 300 đến 400 mg trong một ngày là được. Rồi có thể uống là cái B complex vitamin, và uống thêm cái vitamin B1 nữa nha. Tại có nhiều cái nghiên cứu họ nói là
bi quanh hay gọi là thang bên mà ví dụ không đủ thì quý vị cũng có thể có những cái rủi ro của sỏi thận. Và những người mà có uric acid á, như về bệnh gao rồi thì khuyên là đừng có nên ăn thịt đỏ nhiều quá nha, và phải khuyên là nên uống vitamin C vô. Những người nào mà bị kidney stone á thì có thể uống vitamin C và ăn những cái chất như là ít methionine, nhớ dùm cho em, và ăn giảm đường, giảm muối, phải uống nước đầy đủ. Thì bữa nay chỉ cái đơn giản trình bày vậy thôi, quý vị có câu hỏi gì cứ hỏi rồi kênh sẽ trả lời. Chúc quý vị sống khỏe sống tốt, và chúng ta hãy cùng nhau đẩy lùi bệnh tật. Mến chào và hẹn gặp lại video lần sau.